Về việc thành lập chi bộ đảng Lai Châu, đây chính là tiến thân của Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày nay mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên. Và trong khi kính thưa quý vị, và lúc này thì với những ánh mắt thì phỏng vấn một đội. Vâng, một bạn học sinh ở phía sau có thể cho thầy giáo hỏi một chút được không nhỉ? Xin muốn hỏi là các đội viên của trường tiểu học thị trấn và trường tiểu học Mường Than chúng ta, bởi vì lần đầu tiên robot được tổ chức tại trường trung học cơ sở thị trấn Than Uyên. Các học sinh phải điều khiển thành thục để tiến đến và lấy được lãng hoa ở khu vực D1, D2 và đặt đúng vị trí H1, H2. Đối với các học sinh cấp trung học cơ sở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặt được lãng hoa ở khu vực H1 và H2, hey.